Sách Thi Thiên, chương 81. Ơn lành của Đức Chúa Trời và tính ương ngạnh của dân Israel. Hãy cất tiếng ca vang cho Đức Chúa Trời là sức lực của chúng ta. Hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hãy cất tiếng ca và gióng trống cơm, gãy đàn hạc du dương hòa với đàn lia. Hãy thổi kèn khi trăng non, lúc trăng rằm và các ngày lễ của chúng ta, vì đó là một luật lệ cho Israel, một phán quyết từ Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài lập điều ấy làm chứng ước cho Joseph khi Ngài đi đánh Ai Cập. Tôi nghe một thứ tiếng mà tôi không biết. Ta đã cất gánh nặng khỏi vai ngươi, tay ngươi thả cái giỏ nặng nề ra. Trong cơn gian truân, ngươi kêu cầu thì ta giải cứu ngươi. Từ nơi kín đáo của sấm sét, ta đã đáp lời ngươi và cũng thử thách ngươi nơi dòng nước Meriba. Hỡi dân ta, hãy nghe, ta khuyến cáo ngươi. Israel ơi, phải chi ngươi lắng nghe ta? Giữa ngươi chớ có thần lạ nào, ngươi cũng không được quỳ lại trước thần của dân ngoại. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, Đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Hãy há to miệng ngươi ra, thì ta sẽ làm cho đầy. Nhưng dân ta không lắng nghe tiếng ta, Israel không muốn vâng phục ta. Vì vậy, ta phó họ cho sự cứng lòng của họ, để họ đi theo mưu kế của riêng mình. Ôi, phải chi dân ta lắng nghe ta, phải chi Israel chịu đi trong đường lối ta, thì chẳng bao lâu ta làm cho kẻ thù của họ bị khuất phục, và ta trở tay chống lại các cừu địch họ. Những kẻ ghét Đức Giê-hô-va sẽ quy phục Ngài, còn dân ta sẽ tồn tại đời đời. Ta sẽ nuôi họ bằng lúa mì ngon nhất và làm cho họ được thỏa mãn với mật ong nơi vườn đá. Sách Luca, chương 2. Đức Chúa Giê-xu Giáng sinh. Lúc ấy, Caesar Augusta ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong lời Quirinius làm tổng đốc xứ Syria. Mọi người đều phải trở về nguyên quán để đăng ký. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, nên cũng từ thành Nazareth, miền Galilee, lên thành David, gọi là Bethlehem, thuộc xứ Jude, để đăng ký tên mình và tên Mary, người đã đính hôn với mình, đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sinh nở của Mary đã đến. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ. Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ. Vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi. Nhưng thiên sứ bảo họ, đừng sợ, này, ta báo cho các ngươi một tin lành. Đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. Vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng nhiên có muôn vàng thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, các người chăn chiên nói với nhau rằng: Chúng ta hãy đi đến thành Bethlehem xem việc này đã xảy ra mà Chúa cho chúng ta biết. Vậy họ vội vàng đi đến đó, gặp Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Khi thấy vậy, họ liền thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Ai nghe chuyện các người chăn chiên kể cũng đều ngạc nhiên, còn Mary thì ghi tạc mọi lời ấy và suy ngẫm trong lòng. Các người chăn chiên trở về tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo trước với họ. Khi được trọn 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ,
thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt trước khi con trẻ được thai dựng trong bụng mẹ. Lễ dâng Chúa nơi đền thờ. Khi những ngày thanh tẩy theo luật Môi-se đã mãn, cha mẹ đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải biệt ra thánh cho Chúa và dâng một cặp chim gáy hoặc chim bồ câu con như luật pháp của Chúa đã truyền. Bài ca của Simeon, nữ tiên tri Anne. Lúc ấy, tại thành Jerusalem có một người công chính và đạo đức tên là Simeon. Ông trông đợi sự an ủi của dân Israel. Và Đức Thánh Linh ngự trên ông. Đức Thánh Linh đã cho ông biết trước rằng ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. Được Thánh Linh cảm thúc, ông vào đền thờ đúng lúc cha mẹ đem con trẻ là Giê-xu đến để làm cho Ngài các thủ tục theo luật pháp. Ông bồng ẵm con trẻ và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho đầy tớ Chúa ra đi bình an, theo như lời Ngài, vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt muôn dân, là ánh sáng soi đường cho các dân ngoại và là vinh quang của Israel, tức dân Ngài. Cha mẹ con trẻ ngạc nhiên về những lời Simeon nói về con trẻ. Simeon chúc phước cho hai vợ chồng và nói với Mary, mẹ con trẻ rằng: Con trẻ này đã được chỉ định để làm cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc trỗi dậy và là một dấu hiệu gây nên sự chống đối. Còn cô, một thanh gươm cũng sẽ đâm thấu tâm hồn cô để tư tưởng sâu kín của nhiều người phải lộ ra. Cũng có nữ tiên tri Anne, con gái của Phanuel về bộ tộc Ase, tuổi đã cao. Sau khi kết hôn, bà đã sống với chồng được 7 năm, rồi ở quá, đến nay đã 84 tuổi. Bà chẳng hề rời khỏi đền thờ, cứ đêm ngày phục vụ Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện. Vào giờ ấy, bà cũng đến đó, ca ngợi Đức Chúa Trời và nói về con trẻ cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu thành Jerusalem. Khi đã hoàn tất mọi việc theo luật pháp của Chúa, Joseph và Mary trở về thành của mình là Nazareth, thuộc về miền Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, đầy dẫy sự khôn ngoan và ân điển của Đức Chúa Trời ở trên Ngài. Đức Chúa Giê-xu lúc 12 tuổi. Hằng năm đến kỳ lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu thường đi lên thành Jerusalem. Khi được 12 tuổi, Ngài cùng cha mẹ đi lên đó dự lễ theo thường lệ. Khi các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, nhưng cậu bé Giê-xu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ Ngài không hay biết. Họ cứ tưởng là Ngài cùng đi trong đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới tìm kiếm Ngài trong số bà con và những người quen biết. Khi không thấy Ngài, ông bà liền trở lại thành Jerusalem để tìm. Sau 3 ngày, họ gặp Ngài trong đền thờ, đang ngồi giữa các giáo sư Do Thái giáo. Vừa nghe, vừa hỏi, tất cả những người nghe Ngài đều kinh ngạc về sự hiểu biết và những lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì kinh ngạc và mẹ Ngài nói với Ngài: Hỡi con, sao con làm cho hai ta ra nông nỗi này? Cha con và mẹ đã lo lắng tìm con. Ngài thưa, sao cha mẹ lại tìm kiếm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo việc cha con sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài vừa nói. Ngài đi theo cha mẹ trở về Nazareth và phục tùng họ. Mẹ Ngài ghi khắc mọi lời ấy trong lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Sách Giê-rê-mi, chương 7. Sự thờ phượng lệch lạc của dân Israel. Đây là lời từ Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi. Hãy đứng tại cửa nhà Đức Giê-hô-va và công bố lời này. Tất cả các ngươi là những người Giu-đa đi qua các cửa này để vào thờ phượng Đức Giê-hô-va. Hãy nghe lời Đức Giê-hô-va.
Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán thế này: Hãy sửa lại đường lối và việc làm của các ngươi, thì ta sẽ cho các ngươi ở lại nơi này. Đừng tin cậy vào những lời dối trá như: Đây chính là đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va, đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vì nếu các ngươi thật sự sửa đổi đường lối và việc làm của mình, nếu các ngươi cư xử với nhau cách công bằng, nếu các ngươi không ức hiếp ngoại kiều, trẻ mồ côi, người quá bụa, và không làm đổ máu vô tội tại nơi này, cũng không chạy theo các thần khác để rước họa vào thân, thì ta sẽ cho các ngươi ở lại nơi này, trong xứ mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi từ thuở xa xưa cho đến đời đời. Nhưng các ngươi lại tin cậy những lời dối trá vô giá trị. Chẳng phải các ngươi trộm cắp, giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho ba anh, chạy theo các thần khác là các thần mà các ngươi không biết đó sao? Thế mà các ngươi đi vào nhà này là nơi được gọi bằng danh ta, đứng trước mặt ta và nói: Chúng con đã được giải cứu rồi. Các ngươi làm vậy để tiếp tục vi phạm mọi điều ghê tởm ấy. Vậy thì các ngươi xem nhà này, nơi được gọi bằng danh ta, là hang trộm cướp sao? Này, chính ta đã nhìn thấy tất cả. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vậy, các ngươi hãy đi đến chỗ của ta tại Si-lô, là nơi ta đặt danh ta từ ban đầu, mà xem ta đã làm gì cho nó, vì tội ác của dân ta là Israel. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ, vì các ngươi đã làm những việc ấy, ta thường xuyên phán bảo các ngươi mà các ngươi không nghe. Ta đã gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời. Cho nên, điều gì ta đã làm cho Si-lô, ta cũng sẽ làm cho nhà này, tức là nhà được gọi bằng danh ta, nhà mà các ngươi nhờ cậy, và làm cho nơi mà ta đã ban cho các ngươi cùng tổ phụ các ngươi. Ta sẽ đuổi các ngươi khỏi mặt ta, như ta đã đuổi anh em các ngươi, tức là toàn thể dòng dõi Ephraim. Còn con, Jeremy, con đừng cầu nguyện cho dân này, đừng cất tiếng kêu xin, cầu khẩn cho chúng, cũng đừng nài nỉ với ta, vì ta sẽ không nghe con đâu. Con không thấy điều chúng làm trong các thành của Juda và trên các đường phố Jerusalem sao? Con cái lượm củi, cha nhen lửa, mẹ nhồi bột để làm bánh dâng cho nữ hoàng trên trời, lại còn làm lễ quán cho các thần khác để chọc giận ta. Đức Giê-hô-va phán: Có phải chúng chọc tức ta không? Chẳng phải chúng tự làm tổn thương, chuốc lấy điều tủi nhục cho mình đó sao? Vì thế, Chúa Giê-xu phán: Này, cơn giận của ta, cơn thịnh nộ của ta sẽ trút xuống nơi này, trên người và thú vật, trên cây cối ngoài đồng và hoa quả của đất. Cơn thịnh nộ đó sẽ cháy bừng bừng, không dập tắt được. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán: Hãy thêm tế lễ thiêu vào các sinh tế của các ngươi và ăn thịt sinh tế đi. Vì trong ngày ta đem tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai Cập, ta chưa phán hay truyền lệnh gì cho họ về tế lễ thiêu và các sinh tế. Nhưng đây là mệnh lệnh mà ta đã truyền cho họ. Hãy nghe tiếng ta, thì ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi và các ngươi sẽ làm dân ta. Hãy bước theo mọi đường lối ta dạy, để các ngươi được phước. Nhưng họ không nghe, không chú ý, bước đi theo toan tính riêng của mình, theo tâm địa gian ác và ương ngạnh của mình. Họ lùi lại chứ không tiến tới. Từ ngày tổ phụ các ngươi ra khỏi Ai Cập cho đến nay, ngày này qua ngày kia, ta đã liên tục sai tất cả các đầy tớ ta, tức các nhà tiên tri, đến với họ, nhưng họ không nghe ta, chẳng thèm chú ý, lại còn cứng đầu cứng cổ, ăn ở xấu xa hơn cả tổ phụ mình. Vậy, con sẽ nói với họ mọi lời này, nhưng họ sẽ không nghe con. Con sẽ gọi, nhưng họ không trả lời. Con hãy nói với họ,
Đây là dân không vâng theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời mình, không chịu sửa dạy. Sự chân thật đã tiêu tan, đã biến mất khỏi môi miệng họ rồi. Hãy cắt tóc và ném đi, hãy cất tiếng thở than trên các đồi trọc. Vì Đức Jehovah đã từ chối và loại bỏ thế hệ này, là thế hệ chọc giận Ngài. Thung lũng tàn sát. Đức Jehovah phán: Con dân Giuđa đã làm điều ác dưới mắt ta. Chúng đặt những vật ghê tởm ngay trong nhà được gọi bằng danh ta để làm cho nó ô uế. Chúng đã xây các nơi cao của Tô Phết trong thung lũng bên Hinom để đốt con trai con gái mình trong lửa. Đó là điều ta chẳng truyền dạy cũng chẳng hề nghĩ đến. Đức Giê-hô-va phán: Vì vậy mà trong những ngày đến, người ta sẽ không gọi là Tô Phết hay thung lũng Ben Hinom nữa, mà gọi là thung lũng tàn sát. Vì người ta sẽ chôn cất tại Tô Phết cho đến khi không còn chỗ chôn nữa. Tử thi của dân này sẽ làm thức ăn cho chim trời và thú rừng trên đất, và chẳng có ai xua đuổi chúng đi. Bây giờ, ta sẽ làm cho các thành của Giuđa và đường phố Jerusalem ngưng tiếng reo vui mừng rỡ, tiếng của chú rể và cô dâu, vì đất này sẽ trở nên hoang vu. Chương 8. Sự mù quáng của dân Giuđa. Đức Giê-hô-va phán: Lúc ấy, người ta sẽ lôi ra khỏi mộ xương của các vua Giuđa, xương của các thủ lĩnh, xương của các thầy tế lễ, xương của các nhà tiên tri và xương của cư dân Jerusalem. Người ta sẽ phơi các xương ấy dưới mặt trời, mặt trăng và tất cả các tinh tú trên trời mà chúng ta đã yêu mến, phục vụ, đi theo, cầu hỏi và thờ lạy. Các xương ấy sẽ chẳng được gom lại, cũng chẳng được chôn cất, nhưng sẽ thành phân bón trên mặt đất. Đối với mọi kẻ sống sót của gia tộc gian ác ấy, tại những nơi mà ta đuổi chúng đến, thì thà chết còn hơn sống. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Còn hãy bảo chúng rằng, Đức Giê-hô-va có phán: Khi vấp ngã, người ta không đứng dậy sao? Khi lầm lạc, người ta không quay về sao? Vậy thì tại sao dân này cứ quay đi, Jerusalem này cứ mãi phản bội? Chúng khăng khăng giữ điều gian trá, từ chối quay về. Ta đã chú ý lắng nghe, nhưng chúng không nói thật. Không một ai ăn năn tội ác mình, lại còn nói: Tôi có làm gì đâu. Tất cả đều theo đuổi con đường riêng, như con ngựa xông vào trận mạc. Ngay cả con chim hạc bay trên không còn biết mùa di chuyển. Chim gáy, chim yến, chim nhạn còn nhớ mùa trở về, nhưng dân ta chẳng biết. Phán quyết của Đức Giê-hô-va. Làm sao các ngươi dám nói: Chúng tôi khôn ngoan, luật pháp Đức Giê-hô-va ở với chúng tôi. Như này, ngọn bút giả dối của các thầy thông giáo đã làm cho luật pháp ấy ra lời dối trá. Kẻ khôn ngoan sẽ bị xấu hổ, mất tinh thần và bị mắc bẫy. Chúng nó đã lìa bỏ lời của Đức Giê-hô-va, thì còn khôn ngoan nổi gì? Vì vậy, ta sẽ phó vợ chúng cho người khác, ruộng chúng cho chủ mới, vì từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất đều tham lợi bất chính, từ nhà tiên tri đến thầy tế lễ đều sống giả dối. Chúng chữa vết thương con gái dân ta cách sơ sài, rồi bảo bình an mà không bình an chi hết. Chúng làm điều ghê tởm, đáng xấu hổ, nhưng chúng chẳng thấy xấu hổ, cũng chẳng biết hổ thẹn là gì. Vì vậy, chúng sẽ vấp ngã giữa những kẻ vấp ngã. Đến ngày ta trừng phạt, chúng sẽ ngã gục. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Ta muốn gom chúng lại và tiêu diệt chúng. Sẽ không còn trái nho trên cây nho, chẳng còn trái vả trên cây vả. Lá sẽ khô héo, những gì ta đã ban cho chúng sẽ bị tước mất. Sao chúng ta cứ ngồi yên? Hãy tập trung lại, cùng chạy vào các thành kiên cố và chết tại đó.
Vì Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta đã định cho chúng ta phải chết, ngài cho chúng ta uống nước độc, vì chúng ta đã phạm tội với Đức Jehovah. Chúng ta trông đợi bình an, nhưng không thấy điều tốt đẹp nào đến cả. Mong mỏi kỳ chữa lành mà chỉ thấy nỗi khiếp kinh. Từ thành Đan, người ta đã nghe tiếng hét của ngựa. Đất rung chuyển vì tiếng hí của các con ngựa chiến. Chúng đã đến nuốt đất và sản vật của đất, nuốt thành và cư dân trong thành. Này, ta sẽ sai rắn đến giữa các ngươi, loài rắn độc chẳng ai ếm chú được. Chúng sẽ cắn các ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Nhà tiên tri than khóc dân chúng: ước gì tôi được an ủi khỏi cơn đau buồn, nỗi đớn đau làm tan nát cõi lòng. Này, có tiếng kêu cứu của con gái dân tôi từ miền đất xa xăm vọng về. Đức Giê-hô-va không còn ở trong Si-ôn sao? Vua Si-ôn không còn ngự trong thành sao? Tại sao chúng dùng tượng chạm của chúng và thần hư không của dân ngoại mà chọc giận ta? Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết mà chúng tôi chưa được cứu. Vì vết thương của con gái dân tôi mà lòng tôi đau xót. Tôi khóc than sầu muộn, nỗi kinh hoàng bám chặt lấy tôi. Trong Gala-át không có nhũ hương sao? Ở đó cũng không còn thầy thuốc sao? Vậy thì tại sao vết thương con gái dân tôi không được chữa lành?